quý vị, nếu nhà nào có cháu sắp đi học nhà trẻ thì chắc chắn sẽ rất lo lắng và có nhiều câu chuyện tranh cãi xung quanh. Sẽ có một luồng quan điểm cho rằng nên cho trẻ đi lớp mầm để học cách hòa nhập với môi trường mới, cũng như để cháu phát triển toàn diện. Bên cạnh đó thì cũng có không ít người lo lắng, ở trường con của mình cơm ăn không no, áo mặc không ấm. Vì là con thì còn nhỏ và không biết tự chăm sóc bản thân, còn các cô thì dường như là quá nhiều việc để có thể chăm sóc đầy đủ cho một em bé. Tôi nghĩ đây là một cái lý do quý vị cũng có thể thấy là khá thuyết phục, bởi vì ở tại Hà Nội cũng như là nhiều địa phương khác trên cả nước thì mỗi một cái trường mầm non, mỗi một lớp học mầm non thì chỉ có từ 1 cho đến 2 cô giáo đứng lớp mà thôi. 1 đến 2 cô giáo thì làm sao có thể đảm đương mà chăm sóc cho từ 20 đến 30 trẻ mỗi lớp được, đúng không ạ? Thế nhưng theo những cái quy định mới đây trong thông tư liên tịch số 06/2015 giữa Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ mới ký gần đây thì ngoài chức danh cô giáo thì dường như không có chức danh khác như là bảo mẫu, nhân viên nuôi dưỡng hay là cô nuôi trẻ. Và tại các trường mầm non ở một số địa phương khác như là thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì bên cạnh các cô giáo thì mỗi lớp còn có một bảo mẫu nữa. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu công việc tầm quan trọng của các cô bảo mẫu cũng như làm thế nào mà thành phố Hồ Chí Minh lại có cơ chế để ít nhất mỗi lớp đều có một cô bảo mẫu chuyên mảng chăm lo nuôi dưỡng cho các em. Đây là công việc hàng ngày của chị Nguyễn Thị Hồng, bảo mẫu trường mầm non tuổi thơ 7 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Nhận trẻ, cho các cháu ăn, giữ cho các cháu luôn sạch sẽ, cho các cháu ngủ. Hàng loạt những công việc không tên như thế này. Bắt đầu từ 6 giờ sáng và chỉ kết thúc khi đứa trẻ cuối cùng được phụ huynh đón về. Thế nhưng, đổi lại với sự lo lắng của các bậc phụ huynh, chị Nguyễn Thị Hồng cùng các đồng nghiệp của mình dường như chưa bao giờ vì tờ hợp đồng thời vụ mà lơ là công việc. Đó thì cũng vẫn cứ làm việc thôi. Nói chung là đi vô công việc thì mình cứ làm đó, mình cũng không có nghĩ gì hết. Chưa được vô cấp quận, là vô mới biên chế hợp đồng trường thì cấp Tết thì cũng có. Ví dụ như các cô mà có hợp đồng quận thì được thưởng, thì mình không thưởng thì cũng mình cũng biết là mình tại mình mới vô nên không sao. Mình coi bé như là con của mình vậy, dạy dỗ chăm sóc bé. Nói chung là cũng có nhiều lúc mình cũng chạnh lòng vì ví dụ như là chẳng hạn là các cô giáo làm biên chế thì sẽ được hưởng lương và những cái tiền trợ cấp đó, nhưng mà đôi lúc khi nhìn thấy học trò của mình á thì mình quên hết những cái điều đó. Buồn thì vẫn có buồn á, nhưng mà tại vì á là nói chung là mình cứ yêu cái công việc của mình á, là mình cứ làm thôi. Cô Trần Thị Phượng, giáo viên trường mầm non tuổi thơ 7 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cũng thừa nhận rằng nếu không có các bảo mẫu, khó lòng các cô có thể hoàn thành công tác dạy dỗ cho các cháu. Nhưng mà không có sự hỗ trợ của các giáo viên đồng nghiệp của mình và các bảo mẫu thì chúng tôi thật sự là không làm nổi, không sể. Làm thì cũng làm nhưng mà thật sự làm không nổi. Và đây cũng là tâm lý chung của nhiều giáo viên mầm non khác. Dạ tất nhiên là rất là quan trọng, tại vì dù gì thì một nhân viên bảo mẫu cũng hỗ trợ rất là nhiều cho giáo viên trong lớp về cái vấn đề vệ sinh và chăm sóc cho các bé, hỗ trợ cho các cô, tại vì trong công việc thì các cô cũng một phần là dạy và hướng dẫn các bé trong các hoạt động dạy và các hoạt động vui chơi, cho nên là bảo mẫu cũng góp một phần rất là quan trọng trong cái phần giáo dục và chăm sóc cho trẻ mầm non. Không riêng các giáo viên, hầu như các bậc phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh phần lớn đều nhìn thấy vai trò rất quan trọng của các cô bảo mẫu. Chị thì chị rất là an tâm khi mà chị biết là trong lớp thì vừa có cô giáo vừa có bảo mẫu thì sẽ hỗ trợ được rất là nhiều. Tại theo như chị biết thì các cô thì ngoài chuyên môn chính là sẽ dạy cho các bé thì các cô bảo mẫu sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong công việc chăm sóc. Tại vì việc chăm sóc bé thì cũng rất là quan trọng nên chị cũng rất là an tâm. Tại vì ngoài công việc chính của cô giáo ra thì bảo mẫu mình phải giúp giáo viên dọn dẹp vệ sinh lớp này. Đó là điều rất là quan trọng. Khi môi trường sạch sẽ thì học trò mới có thể vui chơi được. Khăn hay là vệ sinh chén, vệ sinh ly thì đó cũng rất là quan trọng. Có tiêu chí hàng đầu của mầm non. Em nghĩ như nhau chị ơi. Tại vì giáo viên thì là người dạy dỗ bé, thì người bảo mẫu thì cũng là người chăm sóc bé. Mình theo mình thì thấy cả hai đều quan trọng như nhau ấy. Quan trọng giáo viên thì dạy cho các bé tập trung vô công tác chuyên môn nhiều hơn, còn bảo mẫu thì phụ nha giáo viên. Các cô bảo mẫu công việc chắc là cũng sẽ cực nhọc, vai trò cũng quan trọng không kém.
cô giáo chăm sóc bé. Đặc trưng của ngành mầm non Thành phố Hồ Chí Minh là nuôi dạy, chăm sóc trẻ cả ngày với mật độ dân số cao, số dân cư tăng. Thế nên, sau gần một năm nghị quyết 01 về việc bổ sung chức danh nuôi dưỡng, bảo mẫu cho các trường mầm non được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua, dường như hầu hết các trường mầm non trên địa bàn thành phố đều đã tìm được chế độ hỗ trợ cho các bảo mẫu. Thời gian qua đó, thì mặc dù trong điểm chung là không có, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh thì căn cứ thực tế cũng đã có cho phép một số trường trong cần thiết thì cũng có thêm cái bảo mẫu. Một cái thuận lợi mà tôi muốn nói đến là sở dĩ mà chúng tôi có thể là hợp thức hóa được cái việc biên chế, định mức biên chế đối tượng bảo mẫu trong nhà trường thì chúng tôi có một cái lộ trình đi. Vì trước đây thì là trong cái điều kiện cho phép thì tôi có hợp đồng ngoài bằng cái phương thức là hợp đồng trường. Chúng tôi có đối tượng này và khi có chủ trương thì chúng tôi chuyển dần sang hợp đồng với quận. Và hợp đồng loan tính là thời vụ và hợp đồng gọi nôm na là hợp đồng 68 đó. Và hiện nay thì về cái định mức biên chế nhân sự của nhà trường thì chúng tôi gần như là phù hợp với cái điều kiện hoạt động hiện nay. Nếu đầu vào của họ chưa có cái trình độ về văn hóa thì chắc chắn là mình cũng có cái việc là cái kế hoạch bồi dưỡng để cho họ vừa học văn hóa để nâng cao luôn cái trình độ chuyên môn khi thì mình đã học sau học bảo mẫu xong là mình đang theo học lớp đại học sư phạm non, đang học lên là đại học sư phạm đó, mình cũng còn 5 nữa là mình xong rồi. Vâng, như chúng ta có thể thấy là để đáp ứng được nhu cầu của người dân thì chính quyền địa phương cũng đã phải linh động để áp dụng những quy định của Bộ sao cho vẫn phù hợp với đặc thù riêng của từng địa phương mình mà vẫn hợp lý nhất. Thế nhưng riêng tôi nghĩ rằng là không chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh, các bậc phụ huynh tại những thành phố và những tỉnh thành khác cũng rất muốn con mình có một sự chăm sóc tốt từ mặt giáo dục đến việc nuôi dưỡng. Và thay vì để cho các địa phương phải khổ sở tìm cách tháo những nút thắt này, thì người làm công tác quản lý cần phải có một cái nhìn xa hơn, thiết thực hơn, đặc biệt là đối với ngành giáo dục. Vừa rồi đó cũng là nội dung của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Và phần tiếp nối mời quý vị và các bạn sẽ đến với những thông tin sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày 21 tháng 6 năm 2015.